Thưa quý vị, chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn có buổi tiếp và làm việc với đoàn Informa Rus về sự kiện diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022, Routes Asia 2022. Công ty Informa Market có trụ sở chính tại London, Vương quốc Anh, là nhà tổ chức sự kiện lớn nhất thế giới. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn trân trọng cảm ơn đoàn Informa Rus đã chọn Đà Nẵng là địa điểm đăng cai diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022. Đây là sự kiện quan trọng đối với Đà Nẵng Việt Nam, tạo cơ hội cho thành phố khôi phục các đường bay trong năm 2019 và kết nối những đường bay mới. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, Đà Nẵng đã huy động các sở ban ngành đơn vị liên quan, chuẩn bị cơ sở vật chất, hoạt động bên lề để tạo chuỗi hoạt động đặc sắc cho diễn đàn. Đồng thời cũng mong muốn sau sự kiện này, đoàn Informa Routes sẽ tiếp tục làm cầu nối để Đà Nẵng có cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp hàng không, du lịch trên thế giới. Ông Steven Smore, giám đốc thương hiệu Informa Routes cho biết, từ năm 2005 đến nay, công ty đã cùng với hơn 3.500 đối tác toàn cầu tại hơn 30 quốc gia tổ chức nhiều sự kiện lớn đa ngành và lĩnh vực cho hơn 450 thương hiệu hàng đầu. Với diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022 đăng cai tại Đà Nẵng, ông Stavin rất ấn tượng với công tác chuẩn bị của thành phố và tầm nhìn phát triển du lịch quốc tế, đồng thời kỳ vọng trong 3 ngày diễn ra sự kiện sẽ huy động được nhiều cơ hội gặp gỡ cho Đà Nẵng, tạo được mối quan hệ tốt đẹp với nhiều đơn vị hàng không trên thế giới.